Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bộ sa nghe kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thân Đời Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của Thúy Hằng cô chú anh chị ha. Giao lưu hôm nay là mình có một lô mai cúc thọ hương, cây lớn quý cô chú anh chị ha, cúc thọ hương cây lớn nha quý cô chú anh chị. Chỗ của Thúy Hằng thì mình cũng đang có một cây bạch mai đọt hồng, đang ra đọt màu hồng rất là bắt mắt luôn cô chú anh chị ha. Cây này là già mùa dữ lắm luôn rồi đó quý cô chú anh chị. Phơm tàn dù, cốt cành thì lắc lượng luôn hết cô chú anh chị. Dạ, với lại một số cây mai dạo tự sáng ghép với gốc tứ quý. Cô chú anh chị mình ưng ý liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Thúy Hằng giúp em ạ. Mai sắn này thì cây cũng khá là già hết cô chú anh chị. Đang sung cây luôn rồi, nở hoa luôn ạ. Cái phôi tứ quý, phôi nào đấy cũng rất là êm hết cô chú anh chị ha. Dạ rồi, bây giờ em xin mời cô chú anh chị mình vào lấy xem lấy chia sẻ hôm nay của kênh Cuộc Sống Thân Đời Hậu Giang. Dạ, chị xin chào em Thúy Hằng ơi. Dạ, em xin chào cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Hôm nay quay trở lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị lô cúc họ hương hai cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ em ha. Số điện thoại của em là 0939099607, đó cũng là số các bạn Zalo của em luôn ha. Rồi, em xin vào số mã số đầu clip hôm nay là cây mã số A1 nha cô chú anh chị. A1 là cây cúc họ hương cô chú anh chị ơi. Cúc họ hương ghép phôi mai tàn nha cô chú anh chị. Cây này thì đang sung cây, đang ra hoa quá trời luôn rồi cô chú anh chị. Vậy mình chơi được đợt bông đợt này xong cái mình coi. Cây này nó ra bông rất là chuẩn, bông bự lắm luôn ha cô chú anh chị. Bông mà chùm chùm luôn nha quý cô chú ha. Ghép phôi mai tàn cây trực tàn thông nha cô chú anh chị, đều tàn luôn ạ. Đế này có đế hết cô chú nha. Hoành 24. Dạ. Cao 1m7. Tới ngang 1m1. Rồi cây mã số A1, cây cúc họ hương này 2 triệu thôi ha cô chú anh chị. Dạ. Em bao ship cho cô chú anh chị ha. Em đóng kiện gỗ, em không ship chậu nha cô chú anh chị ơi. Em sẽ quấn bầu. Dạ, 2 triệu. Cây này là đế êm nha mấy cô chú anh chị. Cây sung cây quá trời, cái rễ nó cũng ngồi lên cực non luôn ha. Rồi, mình đổi cây luôn em ha. Dạ. Cây mã số 2. A2 là cây mai quắn nha cô chú anh chị. Dạ, mã số em ghép phôi tứ quý nha cô chú anh chị ơi. Dạ, này mai quắn ghép gốc tứ quý, đế chảy đều 24 giờ luôn cô chú anh chị. Bộ đế nó nằm bít cái chậu sáo luôn nha. Dạ, một đống đế luôn cô chú anh chị ha, cứng ngắt luôn à. Nó hơi sỏm nôm nha quý cô chú anh chị, mà đều đế không có bị trống bên vách nào luôn nha. Mai sắn này cây cũng đang rất là sung nha cô chú anh chị, nở hoa quá trời luôn. Sắn khích gịch luôn cô chú anh chị nha. Cây này mình dưỡng tới năm sau cái nữa là Tết chơi bông êm lắm nha cô chú anh chị. Rồi, chị xin số đo luôn nha. Hoành 38. 38. Đế này nó nằm bít cái chậu sáo luôn ha cô chú anh chị. Tổng nồi đế là 145. Chiều cao sởm nôm là 22. Chiều cao cây là 1m22. Tán ngang là 70. Rồi cây mã số A2, cây mai quắn này em xin báo giá là 13.500.000. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ, 13.500.000 nha cô chú anh chị. Cái phôi tứ quý này cũng rất là VIP luôn hết cô chú, nguyên một đống đế đặc luôn nha. À, mình ghép rất là nhiều chột ghép luôn quý cô chú anh chị. Quắn khích dịch luôn ha. Rồi cây mã số A2 là 13.500.000. Dạ. Rồi mình đổi ha. Mã số A3 nha mấy người chú anh chị ha. A3 cũng là mai quắn luôn nha cô chú anh chị. Dạ cây này đều tàn rồi nha cô cây chú. Cây này cô em cũng ghép phôi tứ quý luôn nha cô chú anh chị. Quá trời cỏ luôn. Dạ sắn khích gịch luôn nha cô chú ha. Đế cây cũng chảy đều luôn cô chú anh chị. Dạ. Cái phôi không mà chi cành tứ diện rồi nha cô chú anh chị. Cây này cũng nguyên một nồi đế đặc luôn nha quý cô chú ha. Không có trống vách đế nào luôn à. Ở dưới này. Thiếu rượu. Dạ, chị xin số đo luôn em ha. Hoành cũng 38 luôn nha cô chú anh chị.
Tổng bộ đế là 125. Rồi. Chiều cao là 1m15. Tán ngang là 82. Rồi, cây mai quắn mã số A3. Ghép phôi tứ quý này em xin báo giá là 13 triệu. Em bao ship cho cô chú anh chị nha. Dạ, 13 triệu nha cô chú anh chị. Cây này mình ghép đủ chi đều tàn hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Cái chọc ghép nó cũng cỡ được tiếng ruốt hết trơn rồi đó quý cô chú. Thôi. À, ghép với phôi tứ quý thì tới nữa là cái chỗ mò ghép này nó nu được hết luôn ha. Rồi, mình ở cây luôn nha. Cái anh chị. Rồi, là một cây bạch mai đọt hồng. Em ghép phong tàn dù nha cô chú anh chị. Dạ. Có cành gớt rất là dễ thương luôn cô chú anh chị ơi. À, hôm nay thì bạch mai thì đã ra đọt màu hồng rồi đó cô chú anh chị, mình yên tâm ha. Cây này thì em ghép 5-6 mùa đó cô chú anh chị. Chưa ngưng rồi. Dạ, bữa nay thì ra màu đọt màu hồng hết rồi cô chú anh chị, mình yên tâm hết với cô chú. Cái đọt rất là bắt mắt luôn nha. Cô chú anh chị mình muốn chơi cái đọt non này mình con tàn nhẹ cái nữa là ra phúng đọt non nhìn đã lắm cô chú anh chị. Này mình có không gian rộng săn trước á cô chú anh chị. Mình để cái bàn chà cây này lên ha. Mình ghép già mồ lắm rồi, mấy cái chi cành này nhão hết trơn luôn rồi nha quý cô chú anh chị. Để em đo cái bo ghép bự nhất ha. Ê trời trời. 12 á cô chú. Yeah. Bo ghép bự nhất là 12 nha cô chú. Hai cái bo ở trên này nó cũng to lắm rồi cô chú anh chị. Tay cành nhạo nhìn là nó khéo cây lắm mấy cô chú anh chị ha. Có một cái nhánh tàn phóng đưa ra nhìn cũng hay lắm nha cô chú anh chị. Dưới cái đầu nhỏ rồi. Đâu bạn đi. Thân thì nó hơi dặn rất là khéo nha cô chú anh chị. Ở dưới này có một cái cành gớt ha. À, ở dưới này thì đế thì ok nha mấy cô chú anh chị. Đế thì nó gom nồi đế ha, gom cũ luôn nha cô chú. Rồi chị xin số đo luôn ha. Dạ. Hoành 43. Dạ, 43 rồi. Cũ 78. Thân đó đây nè. Thót thân là 1m18. Dạ. Chiều cao của cây là 1m8. Tán ngang là 1m46. Cây này cô chú anh chị mình lên cái chậu xây á quý cô. Còn em đo tán ngang rộng này là cỡ 1m8 á cô chú anh chị. Đo từ hướng này nè. Từ cái phong cành bay ra qua đây là 1m8 ha cô chú. Cái mâm tàn thì kính tàn rồi cô chú anh chị ha. Rồi cô chú anh chị mình xem tổng thể phơm tàn lại giùm em ạ. Mình lên cái chậu bàn quay cái nữa là ngon lành nha cô chú anh chị. Tết là vừa chơi bông ha, bông thì nở trắng cây, cái đọt thì nó màu hồng hồng nhìn đã nha cô chú. Hàng già mùa đó nè cô chú anh chị mình cũng rất là dễ chăm ha. Cái cành phóng ra nó cũng lắc lượng luôn nha cô chú anh chị. Rồi, nhìn cái màu đọt nhìn dễ thương quá chừng luôn. Rồi, qua cho chị thêm vòng đó. Rồi, một cây bạch mai lớn và mùa phơm tàn dù luôn nha cô chú anh chị. Mình giao lưu giá bao nhiêu vậy ha? Dạ, cây bạch mai mã số A4 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 22.500.000 ha. Em bao dạ. Ship 300 cho cô chú anh chị. Dạ, 22.500.000 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, mình đổi ha. Rồi, tiếp theo cây mã số A5 là cây mai tứ quý nha cô chú anh chị. Rồi. Ghép mai quắn luôn cô chú anh chị. Cây này cũng phôm tàn ok hết rồi cô chú anh chị. Ghép mai dạo tự sắn. Sắn của mình là khích gịch luôn cô chú anh chị ha. Về quý cô chú mình là thay lá thêm một đợt nữa nha cô chú, là ngon lành ha. Cái phôi, cái nồi đế không là gom củ đế đâu mà. Rồi chị xin số đo luôn em ha. Không có số, người ta không có bị số nhiều. Khoảng 40. Tổng đế là 76. Đỡ hơn 50. Cao 1m25. Tán ngang là 90. Rồi, cây mã số A5. Cây mai quắn này em xin báo giá là
13 triệu em bao ship ha cô chú anh chị. Dạ, mai quán triệu. Ghép phôi tứ quý nha. Cái phôi tứ quý tàn đa nên mình ghép thì nó mau đều tàn ha mấy cô chú anh chị. Càng nuôi về lâu thì cái này tàn đa nha cô chú anh chị. Tới miệng chậu luôn à, nhìn phê lắm cô chú anh chị ha. Dạ, mình đổi cây luôn em ha. Dạ. Mã số A6. Cây một cây cúc họ Hương nhát trực đàn thông luôn ha cô chú anh chị. Cây này cái bàn xoay nó nằm hơi nghiêng chứ không phải cây nó nghiêng nha cô chú. Dạ. Đế thì trải đều luôn cô chú anh chị ơi. Ngồi như này hửi mùi bông thơm quá. Đế thì nó bỏ thơm đều ngát trời mây luôn. Ha. Không có trống vách đế nào nha cô chú anh chị. Cây phơn tàn thông đều tàn luôn ạ. À. Gió thổi bông bay. Trời ơi dạ. Gió thổi mùi thơm. Hoành 30 nha. Tổng bộ đế là 98. Chiều cao 1m6. Tán ngang 1m15. Rồi cây mã số A6 không ta? A6 em xin báo giá là 2,5 triệu cây cúc họ Hương này ha. Dạ. Em bao ship nha cô chú anh chị. Em đóng kiện gỗ, em không có ship chậm nha. Mấy cái chọt ghép này có từ bằng cái điếu thuốc rồi hả cô chú anh chị ha. Trời thơm quá. Đúng là cúc họ Hương luôn kìa. Dạ, bông là chùm chùm luôn cô chú anh chị. Đều tàn hết trơn ha. Về mình lặt bông bỏ hết rồi con nhẹ cái tàn vô một cái nữa là năm sau tàn kính nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số A6. A6 ạ. Chị đợi luôn ha. Dạ. Cây mã số A7. A7 là cây cúc họ... Ê. Mã số A7 là cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Dạ, cây này cũng hàng khủng luôn quý cô chú anh chị nha. Cây này đang đi cơi đọt non rất là đẹp luôn mà cô chú anh chị. Cái này em ghép 2 mùa ha, 2 bông mùa. Tàn là kính mịt luôn nha cô chú anh chị. Mấy cái chọc ghép mà mình đóng thân đó, nó cũng liền lạc luôn rồi ha. Cả từ ngón út ăn lên ngón cái rồi nha cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị mình đào cái mô trồng đất cái nó ngon lành ha. Dạ, nở cũ nở đế luôn nha quý cô chú. Không kêu em đâu biết. Rồi, chị xin tốt đó. Dạ, xin lỗi. Hoành 50. Dạ, vị trí này 50 hoành nha cô chú. Vị trí này 50 nè cô chú anh chị. Cây cao 1m8 nha cô chú anh chị. Dạ. Tán ngang 1m3. Rồi cây A7, cây cúc họ Hương siêu to không lộn này. Em xin báo giá là 13.500.000. Dạ, 13.500.000 nha cô chú anh chị, ghép với phôi mai vàng. Em bao ship 300 ha cô chú anh chị. Tết nay nó ra thêm 2-3 cây đọt nữa là cái tàn cho bá lửa luôn rồi đó cô chú anh chị. Hiện tại thì cây cũng đang bắn đọt rất là mạnh luôn ha. Rồi 13.500.000. Mã số A7. Rồi chị đỏ luôn nha. A8. Dạ mã số A8 là một cây cúc họ Hương. Cây này em ghép 2 giống ha. Một giống cúc họ Hương với giống cúc 36. Một cây 2 giống nha cô chú anh chị. Dạ phơm lùng lực khác cô chú anh chị. Lấy cho em mượn cái ghế này. Mình ghép với phơm mai tàn cô chú anh chị ha. Dàn tàn tròn ẩm luôn cô chú anh chị. Dễ thương quá. Đế thì cũng có ha cô chú cũng khá nha. Chị xin số đó luôn, em số đó luôn ha. Hoành 21. Dạ. Cao 100. Tán ngang 1m05. Rồi, mã số A8 cây cúc họ cây, một cây ghép hai giống này em xin báo giá là 2,3 triệu nha cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Không ship chậu nha cô chú anh chị. Tết nay nó ra thầm lùm cái tàn luôn nha cô chú anh chị. Rồi, chị đỏ luôn ha. Dạ. Cây số A9. A9 là cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Ghép phơm mai tàn cô chú anh chị ha. Cái này về cô chú anh chị mình lặt lá ha. Lá này già hôm Tết về em chưa lặt luôn á cô chú anh chị. Rồi cây này mình ghép quá. Nó bị bỏ chỉ nè. Về cô chú anh chị mình xuống lá cho ra lá mới ha. Cái này vận chuyển nó bị gãy hết nhánh. Dạ. Gãy hết bò. Hoành 19. Gãy hết bò cái xuống giá liền. Cao 1m33. Tán ngang là 100.
Rồi A9 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Em bao ship cho cô chú anh chị rồi. 1,5 triệu với cô chú anh chị ha. Cây này cái tàn dữ lắm luôn á cô chú anh chị. Vậy mình con nhẹ vô một cái nữa là Tết chơi bông ngon lành nha cô chú ha. Rồi mình đỡ nha. Cây mã số A10. A10 là cây cúc họ hương tàn nha cô chú anh chị. Dạ cây này ghép phơm mai tàn ha cô chú. À, cũng là hàng một cốt ha, chi cành đều luôn hả. Mình ghép cây này chắc khoảng mười mấy hai mấy. Này về mình lấy bo ok lắm cô chú ơi. Lấy cả trăm bo nha cô chú anh chị. Nở cũ ha. Hoành 20. Cao 1m4. Tán ngang 1m12. Rồi A10 2,4 triệu nha cô chú anh chị. Em bao ship cho cô chú anh chị thôi. Dạ 2,4 triệu. Mình đổi luôn ha. A11. Một cây cúc họ hương phong tàn luôn cô chú anh chị. Quá trời cái tàn. Phong cao hết cô chú, tàn thông luôn nha. Mình ghép khoảng mười mấy hai mấy chục ghép. Này về lấy cỡ 200 bo luôn á cô chú. Dạ. Tàn đa nha. Tàn thùm lum luôn. Hoành 21. Cao 1m8. Tán ngang 1m25. Rồi A11 2,5 triệu cô chú anh chị ơi. Em bao ship nha cô chú anh chị. Dạ 2,5 triệu. Mấy cái chọc ghép này là khởi bằng cái điếu thuốc ăn lên nè cô chú anh chị nha. Rồi chị đổi luôn ha. Dạ. Rồi mã số A12. A12 là cây cúc họ hương tàn. Cô chú anh chị mình xem là thấy cây vậy chứ bông nó chuẩn dữ dằn chuẩn luôn á. Nè cô chú anh chị. Tàn kính mịt luôn nè, nha. Cái bông nè. Đó, bông như bông mớp vậy. Bự trời ơi. Cái màu vàng nghệ đặc trưng của cúc và hương nhìn rất là bắt mắt ha cô chú anh chị. Cây này mình ghép nhiều bo đều tàn luôn ha. Đế nở luôn nha cô chú. Hoành 22. Dạ, 22 vậy. Cao 1m38. Tán ngang 1m1. Rồi A12 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, cúc tỏ hương. Em bao ship luôn cô chú anh chị. Tàn hết cô chú. Cái này tàn lớn nha. Rồi. 13. A13. A13 cũng là cây cúc họ hương tàn luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cây này cái tàn cũng thùm lùm luôn nha cô chú anh chị. Mình ghép rất là nhiều chột ghép luôn nha. Tết đến nay nó ra thêm 2-3 cây đọt nữa là dữ dằn luôn á cô chú. Hoành 23. Cái này thoát thân rất là thấp luôn à. Cái này lấy cỡ 200 bó của chú anh chị. Cao 1m4. Tán ngang là 1m1. Rồi cây mã số A13 2,6 triệu nha cô chú anh chị. Cúc họ hương. Dạ 2,6 triệu. Mấy cái chột ghép này có bằng cái điếu thuốc hết trơn này cô chú anh chị ha. Ba lá nó già quá trời luôn cô chú ơi. Vậy mình con nhẹ cái tàn ha cô chú anh chị. 2,6 triệu cây mã số A13 nha quý cô chú anh chị. Rồi chị đổi luôn nha. Trời. Mã số 14. A14 là cây cúc họ hương tàn luôn. Cây này lai lai thú nè cô chú anh chị. Dạ phơm cũng lùng lực tàn lớn nha cô chú anh chị ha. Đang đi cơ đợt non bút ruột luôn nha cô chú. Có đâu sẹo đâu sẹo không thấy luôn. Cái này thấy quái để đẹp nha cô chú anh chị ha. Sẹo à, đúng rồi sẹo đây nè, mà sẹo sành nó kéo gần bít này nên đâu thấy đâu. Hoành 19. Dạ 19 vậy. Cao 1m35. Tán ngang 1m19. Rồi A14 2,2 triệu cúc họ hương em bao ship nha cô chú anh chị. Dạ cúc tỏ hương ghép phô mai tàn cây lớn tàn nha cô chú anh chị ha. 2,9 triệu. Dạ rồi cây mã 2,2 triệu nha cô chú anh chị. Mã số A14 cây cúc họ hương này em giao lưu là 2,2 triệu. Em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em rồi. Rất mong cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ em ha. Số điện thoại của em là 0939099607. Đó cũng là số Zalo luôn. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau. Dạ. Em xin chào hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang luôn ạ.